Kính thưa các bạn, thì hôm trước tôi gặp một cái người bị bệnh thần kinh tại trên cái giảng đường đại học ấy. Tôi vô tình gặp người này và tôi cảm thấy rất thương họ. Có cái người nhà đi theo cùng và tôi đã chỉ cho họ cách thức để mà kích thích huyệt và vùng phản xạ, kích thích vào cái vùng phản xạ có tác dụng để mà điều trị cho người bệnh. Thì hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ cho các bạn về những phương pháp này. Tôi sẽ nói ngắn gọn hơn và mong các bạn tiếp tục xem. Thế thì liệu pháp đầu tiên chúng ta là gì? Đó là chúng ta xoa gan bằng chân, có thể cải thiện các chứng bệnh rối loạn thần kinh ở thực vật và mất ngủ, đúng không? Gan bàn chân là vùng phản xạ của toàn bộ cơ thể con người. Chỗ gan bàn chân ấy thì nó có vùng phản xạ tương ứng với các cơ quan trong cơ thể như đầu, tim, thận, đúng không? Vị trí vùng phản xạ cũng đại thể giống như cơ thể con người vậy. Ví dụ gan nằm ở ổ phải bụng, đúng không? Còn vùng phản xạ tương ứng với vùng gan bàn chân là vùng bên phải. Tại sao? Vì vùng phản xạ được phân bố như vậy, đó là vì sự khác thường của khí quan sẽ được phản ánh ra thông qua các vùng phản xạ của gan bàn chân. Ví dụ khi dạ dày của bạn khó chịu, bạn sẽ chạm khẽ vào vùng phản xạ ở gan bàn chân tương ứng với vùng dạ dày, bộ phận này sẽ cứng và có cảm giác đau. Ngược lại, người tự cảm thấy mình khỏe mạnh nhưng khi ấn gan bàn chân cảm thấy đau, chạm phải cục cứng, điều đó chứng tỏ tuy bản thân bạn chưa có cảm giác nhưng một chỗ nào đó trên cơ thể của bạn ẩn chứa bệnh tật đấy. Cái thứ hai mà tôi muốn nói với bạn là kích thích vùng phản xạ ở gan bàn chân là mấu chốt để loại trừ bệnh tật. Gan bàn chân không chỉ có thể thông báo cho ta biết cơ thể ta có vấn đề, mà thông qua kích thích vùng phản xạ chỗ đau, chỗ có cục cứng, có thể cải thiện sự khác thường ở bên trong cơ thể, đó chính là liệu pháp phản xạ. Liệu pháp này được vận dụng rộng rãi ở phương Tây. Liệu pháp phản xạ lấy việc liệu pháp huyệt vị trong y học phương Đông làm cơ thể làm cơ sở. So với liệu pháp kích thích huyệt ở một điểm thì việc kích thích cả vùng phản xạ sẽ đơn giản hơn nhiều, phạm vi rộng, có thể tiến hành ngay trong gia đình. Nếu bạn đau dạ dày thì sao? Thì kích thích vùng phản xạ ở gan bàn chân tương ứng với vùng dạ dày. Đau đầu thì kích thích vùng phản xạ tương ứng với vùng đầu là được. Dưới đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tương tự phương pháp kích thích huyệt gan bàn chân, có thể xoa bóp xong, còn có thể phương pháp đơn giản hơn đó là không cần dùng sức, đó là xoa gan bàn chân. Dùng bàn chải đánh răng cố cũng được, xoa gan bàn chân cho nóng lên. Trước khi xoa thì bôi tí dầu để bảo vệ tay hay xà phòng thơm. Nếu không bôi gì cả thì răng bàn chải thô ráp dễ làm da tổn thương, đúng không? Đấy, ngoài ra khi khi mà nhằm vào bệnh tật, hãy xoa bóp gan bàn chân lấy vùng phản xạ ứng với cái chứng bệnh làm trung tâm. Đương nhiên cũng nên xoa gan toàn bộ gan bàn chân nhằm để cải thiện sự tuần hoàn của máu, đó là bí quyết để đạt hiệu quả tốt nhất. Các chứng rối loạn thần kinh ở con người, đặc biệt là khó ngủ, ngủ không say, giấc ngủ nông, tâm tính bồn chồn thì xuất hiện nhiều ở giữa ngón cái và ngón trỏ của chân trái và ngón và chân phải đều có chỗ lõm, đúng không? Lấy chỗ đó làm trung tâm tiến hành xoa xung quanh là được. Đấy, ta có thể dùng gậy bông gõ hai chân, có thể ổn định thần kinh của chúng ta, lại có thể loại bỏ hết đau đớn phiền muộn. Vậy thì phương pháp tiếp theo là gì? Ta có thể dùng tĩnh điện chăng? Đúng rồi, có thể dùng liệu pháp này. Đáng kinh ngạc là dùng tĩnh điện 4.000 V để kích thích huyệt. Đấy, nhiều người bệnh nhân sử dụng liệu pháp bấm huyệt xong thường có những người phàn nàn rằng tự mình thực hiện ở nhà thì không ra hoặc là không đúng huyệt, cũng không biết sử dụng lực mạnh hay là yếu. Ngoài ra công cụ kích thích huyệt như búa, vòng ngón tay tuy đơn giản nhưng hiệu quả rất tốt, nhưng mà hiệu quả không tốt, đúng không? Muốn hiệu quả rõ rệt thì phương pháp sử dụng sẽ rất phức tạp. Gậy bông này sẽ khác với các công cụ khác. Phía đầu của gậy sẽ quấn bằng sợi hơi cong, và đầu gậy sẽ tiếp xúc với da thịt, sự ma sát giữa các sợi sẽ sinh ra tĩnh điện tương đương với 4.000 V. Tôi không cần phải giải thích kỹ hơn cho các bạn, nhưng có thể nói giản đơn rằng lợi dụng điện tử tự do
do tỉnh niệm sinh ra, tức là ion dương gây nên phiền não. Trung hòa sự ion âm. Giải thích y học phương Đông, tức là sự lưu động của khí đã điều hòa làm thuyên giảm bệnh tật, khiến cho cơ năng được khôi phục bình thường. Một điểm mà đáng chú ý là liệu pháp kim hoa mai. Thời cổ Trung Quốc có liệu pháp buộc kim châm thành một bó gõ vào huyệt để kích thích. Bó kim đó gọi là kim hoa mai. Đầu gậy bông trộn lẫn với các sợi cứng đà hồi trong bó sợi mềm, tương tự như cấu tạo của kim hoa mai vậy. Đấy. Do kim hoa mai có thể cùng lúc tác dụng lên nhiều phạm vi tương đối lớn, cho nên dù xác định đúng vị trí huyệt, không xác định đúng vị trí huyệt vẫn thu được kết quả tốt. Gậy bông cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, đồng thời tác dụng thêm với kích thích điện tích âm vào. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu kích thích khác nhau, đầu cán bằng gỗ có thể sử dụng hiệu quả. Công cụ điều trị kích thích huyệt ở gia đình là tốt nhất. Tôi muốn nói với các bạn chi tiết thứ hai là gõ một cách tiết tấu, gõ một cách tiết tấu nha các bạn, thuần túy cũng có thể ổn định thần kinh của chúng ta. Dưới đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp gõ chân bằng gậy bông, bởi vì chân không những có các huyệt mà còn có các vùng phản xạ tương ứng với khí quan trong cơ thể. Hơn nữa, cho dù gõ cả chân thì phạm vi cũng nhỏ nên không mất nhiều thời gian đâu các bạn. Tốt nhất là dùng gậy bông gõ khắp một lượt gan bàn chân, mu bàn chân, cạnh ngoài, cạnh trong bàn chân. Sau đó gõ trọng điểm những chỗ đau. Khi gõ phải tháo giày ra và tấp, nếu không thì hiệu quả nó sẽ không tốt đâu, đúng không? Ngoài ra, khi cần lưu ý gõ thành nhịp, khi gõ một cách có tiết tấu thì thần kinh thực vật sẽ đạt được một sự ổn định nhất định nào đó. Cụ thể là 1 giây ta gõ 2-3 lần. Trong 10 giây có thể gõ 20-30 lần là được. Trên cùng một vị trí gõ, nhiều nhất là 30 lần. Vùng phản xạ, các chứng bệnh thần kinh thực vật ấy, giống như vùng phản xạ hen suyễn, cảm mạo. Hen suyễn có liên quan nhiều đến nguyên nhân dị ứng và nhiễm trùng, có thể ảnh hưởng nhất định đối với sự mất điều hòa thần kinh thực vật. Bởi vì sự rối loạn thần kinh thực vật sẽ chi phối co giãn khí quản và làm cho khí quản bị dị ứng và gây nên hen suyễn. Nói một cách cụ thể, ta sẽ dùng gậy bông gõ cụm thần kinh thái dương của thần kinh thực vật và khoảng 20 đến 30 lần là được, đúng không? Như vậy ta có thể tổng hợp lại một cách như thế nào, đó là chúng ta có thể dùng tần số cố định để kích thích huyệt ở lòng bàn chân bằng cách là gì? Gõ một cách có tiết tấu, tiết tấu sẽ làm giảm một số bệnh mãn tính đấy. Và cái chuyên mục live stream, chuyên mục nói chuyện với các bạn của tôi đến đây là kết thúc. Các bạn có thể xem nhiều hơn những video của tôi ở cái mục cái kênh bên cạnh.